Khi bước vào không gian Black Box, em cảm thấy rất là vui và em thấy nơi đây thật awesome. Đặc biệt là trường đại học với công nghệ thông tin. Thì chúng tôi thấy rằng là xã hội rất là yêu cầu sinh viên chúng tôi phải biết về present, về thuyết trình, về hùng biện, về sự tự tin. Cái sự tự tin nó phải xuất phát từ rất bên trong. Cái việc mà yêu mến khán giả, tôn trọng khán giả, nó quyết định đến cái chất lượng bài nói, chất lượng thuyết trình. Thì cái đấy không dạy được, mà cái đấy chính cái người thuyết trình người ta phải tự cảm nhận. Đấy là cái lý do mà khi mà chúng tôi tìm kiếm trong cái nghệ thuật, chúng tôi thấy có kịch câm thì nó đáp ứng được rất là nhiều những cái yếu tố về mặt nền tảng khi giáo dục cho sinh viên. Các bạn sẽ gặp khó khăn nhất khi mới bắt đầu tập, bởi vì đây là dù sao thì nó cũng là một môn nghệ thuật, nó cũng đòi hỏi những nguyên tắc của nó trước hết là về mặt cơ thể. Ví dụ các em phải học cách yên lặng và các em phải học cách nhập tâm, kết nối với cơ thể và đặc biệt là trí tưởng tượng. Thì tất cả những cái bài tập đấy nó hình thành nên những cái kỹ năng, một là thấu hiểu bản thân, hai là kết nối lại được với cả cái thế giới bên trong mình. Từ kết nối các em mới kiểm soát được hành vi, các em sẽ không có những hành động thừa khi xuất hiện trước mặt người khác và biết cách kết nối với người khác như nào. Và cái thứ ba rất quan trọng, thuyết trình hay là trình bày ý kiến không nhất thiết của mình lời nói. Càng ít lời nói bao nhiêu thì có khi cái bài thuyết trình lại càng xúc tích và càng ấn tượng đến người. Bên cạnh những cái khó khăn rất chung đấy thì sinh viên FO thì có một cái trí tưởng tượng, cái sức sáng tạo rất là lớn. Bởi vì khi mà đã trải qua cái thời gian đầu làm quen với động tác kịch câm rồi, và khi bắt đầu hình thành những tiểu phẩm, những tiết mục dựa trên những nền tảng động tác kịch câm đấy, thì các bạn sáng tạo rất là nhiều ý tưởng thú vị. Với một trường như FU thì những giờ phút ngoài công nghệ thông tin các bạn tập kịch câm thì đầu óc của bạn sẽ trở nên cân bằng, sẽ trở nên công bằng, một bên là công nghệ, một bên là một cái gì đó rất là nghệ sĩ năng động. Em chưa từng bao giờ thấy một không gian như này ở trước kia, và khi tham gia lớp kịch câm thì em cảm thấy rất là vui ạ, được học rất nhiều điều mới lạ. Trong cái quá trình học kịch câm từ cơ bản đến nâng cao, ban đầu cái mục đích chỉ là tò mò, nhưng sau thời gian như thế em đã học được thêm rất nhiều thứ, quan trọng nhất là việc em tự tin hơn trong hình thể, tự tin trong giao tiếp với mọi người. Tôi thì thường chỉ nghĩ rằng là đời sinh viên là rất là ngắn ngủi, chỉ 4 năm, có thể các bạn học sẽ 5 năm. Và 4 đến 5 năm đấy các bạn lựa chọn như thế nào thực ra là quyền của các bạn. Nhưng giá mà các bạn bước ra khỏi cái thế giới của mình, không còn sợ hãi, không còn sức ý, không còn sự lười biếng, để trải nghiệm thêm những cái góc nhìn, cái cuộc sống mới, thì chắc chắn là cái lợi ích mang lại sẽ vô cùng là lâu dài. Và BDP thì cũng cố gắng có cực kỳ nhiều chất liệu để các bạn có thể lựa chọn. Và tôi nghĩ Black Box là một địa điểm, và kịch câm sẽ là một món rất thú vị trong cái menu ở tại Black Box, và rất
mong là các bạn có thể bước ra khỏi cái thế giới của riêng mình ở trong phòng của mình ở ký túc xá để có thể tham gia với cả đông đảo bạn bè hơn nữa.